đồng chí trực ban. Có. Về nhiệm vụ. Có. Báo cáo có mặt. Được. Đồng chí ra tín hiệu lệnh cho đơn vị thực hiện chế độ thức dậy của nội dung. Có. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói, các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Thấm nhuần và phát huy lời dạy của bác, thế hệ sinh viên Việt Nam hiện nay đã và đang không ngừng góp sức mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, đối với em, điều quan trọng nhất là sinh viên cần phải luôn luôn tin tưởng vào đường lối và sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sống, học tập và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Đối với bản thân mỗi người, cần phải phát huy tinh thần tự học, phải có tư duy chính trị đúng đắn, phải có phẩm chất đạo đức trong sáng. Ngoài ra, cần phải bồi dưỡng kiến thức về giáo dục quốc phòng và an ninh. Và hơn nữa, mỗi người cần phải biết lan tỏa tinh thần yêu nước đến với mọi người, mọi nhà và toàn xã hội. Tháng 7 gõ cửa thì đã đem đến cho chúng em một kỳ học giáo vụ quốc phòng và an ninh thật sự là tuyệt vời.
Kỳ học này thì không chỉ mang lại cho chúng em những kiến thức, kỹ năng cơ bản về bộ môn giáo dục quốc phòng và an ninh, mà còn góp phần mang đến cho chúng em rất nhiều bài học, ý nghĩa về cuộc sống, học tập và làm việc. Em cảm thấy mình thật là may mắn khi là một sinh viên của DNU và em xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới nhà trường và các thầy cô đã tạo điều kiện cho chúng em tham gia cái bộ môn học vô cùng ý nghĩa này. Em tin chắc rằng kỳ học này sẽ là một trải nghiệm, cũng là một kỷ niệm rất là đáng nhớ của thời sinh viên cho tất cả các bạn sinh viên đã từng tham gia và đang có mặt ở đây ạ.